Lâm đang đứng ở quốc lộ 80 hướng từ Gạch Giá về Hà Tiên. Thì Hòn Đất cách Gạch Giá là khoảng 27 km. Hôm nay Lâm xin phép là quay một phần của thị trấn Hòn Đất và chợ Hòn Đất. Lâm đang đứng trước là cổng là bệnh viện đa khoa nè, huyện Hòn Đất nè quý vị. Trước mặt của chúng ta là hướng về đi Hà Tiên đó quý vị. Sau đây Lâm xin chạy một vòng ở khu vực Hòn Đất nha quý vị.
khu vực xung quanh cầu Chi Tôm. Thank you.
và Lâm sẽ đi hết cái trên phần quốc lộ 80 là gần hết
Trước đây ở đây là chợ này, trước đây là cái đồn của Việt Nam Cộng Hòa, và ở xã Tính Đạo, huyện Châu Thành của tỉnh Rạch Giá trước đây, còn mà hiện giờ đó là chợ của thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đó quý vị. Thì chợ trước đây thì nó chỉ có từ đầu lộ vào ở phía trong khoảng hơn 50 mét thôi, nhưng mà sau là đã dời vào phía trong này rồi. Ngoài kia là quốc lộ 80 đó quý vị. Mời quý vị cùng đâm tham quan chợ của Hòn Đất. Ở đây thì có 3 khu vực chợ. Khu vực chợ mình đi vào là khu vực chợ thứ nhất. Giờ nó là chợ, ở đây là khu vực chợ nông sản của Hòn Đất này quý vị. Sau đây xin mời mọi người dạo một vòng chợ nông sản thực phẩm trước nha quý vị. Đều 39.000, từ trái sang phải, từ phải sang trái, từ trong ra ngoài, từ ngoài vô trong luôn mấy chị. Đủ kiểu đủ màu ra hồ lựa chọn, hôm nay tự nhiên nó rẻ này. Là khu vực chợ nông sản thực phẩm đó quý vị. Anh ơi, anh quay làm gì anh? Bà nè, đọc đi. Nhà lấy mấy gì đó làm.
chị, à, vậy là ở đây là chia từng khu riêng hả? Khu này mình gọi là khu chợ nông sản thực phẩm. Cái này là chợ rau với chợ trái cây. À, chợ rau với chợ trái cây là gì? Thực phẩm trên kia. Còn nãy em hỏi là tới ba khu rồi, vậy là khu chợ nông sản thực phẩm rồi tới kia khu tạp hóa. Khu tạp hóa. Khu trên kia nữa là khu sạp vải. À, sạp vải riêng đúng không? Sạp vải là ở phía ngoài hay là chạy kia trên đầu trên kia kìa. À, còn đây thêm khu là trái cây đi khu chợ rau. À, vậy em đi dọc trái cây nhét dưới đi. Dạ. Đây là khu trái cây và rau quý vị. Ông sự gì mà đi quay nhiều thế hả đồng chí? Đây quay từ ở quay lên đi đây. Tiền đâu mà 3,000. Quay lên hình cô ơi.
đây mua kia. Đối diện bên kia là chợ Vải đó quý vị. Còn sau lưng này là chợ nông sản thực phẩm và hoa quả. Sau đây Lâm sẽ đi vòng một cái chợ tạp hóa này.
Sau đây mời quý vị cùng Lâm tham quan chợ vải nha quý vị. Đây là chợ Bách Hóa tổng hợp. Theo người dân nói thì trước đây là khu vực chợ nào nằm ở phía trước này. Đây là xung quanh khu vực chợ Bách Hóa tổng hợp hay người dân thường gọi là chợ vải. Mời mọi người cùng Lâm tham quan cái khu dân cư ở phía trong, ở phía sau chợ của thị trấn Hòn Đất nữa quý vị. Đây là cái đường song song với cái đường quốc lộ 80 nè quý vị. Lâm sẽ đi những con đường song song quốc lộ 80 trước. Đường vuông góc với đường quốc lộ 80. Là mọi chưa có thấy cái tên đường. Sau đây đây là đường song song với quốc lộ 80 luôn quý vị. Thank you.
đây là đường thứ tư, cũng là đường góc đường song song với một con đường. Đường thứ 5 song song với quốc lộ 80.